được bé hơn tí. Lúc ấy nhìn nó khác ngay. Đây tay cành toàn cắt giật không buồn. Làm lâu. Chỉ cần cái cây này chuyển ra chỗ kia thôi là giá nó khác. Cây này còn đẹp hơn cả cây to và sao. Bởi vì là nó hài hòa từ dưới gốc bè nó lên trên thân. Đắc chuyển. Cái đấy mà ngắn thì lại xấu. Ngắn quá thì cho không khát. Cái thằng này đang ngắn rồi, thằng này là dài hơn. Nó phải thoát như này thì nó que được cả gốc bè. Nếu mà nó ngắn thì lại ấy, nó che hết cả bè. Này tay cái chậu. Tay cành. Tranh thủ quay phim rồi về đi làm rồi. Xin chào các đại ca. Cây của chú đâu chú? Này mang cây nào đây? Đây à, mang chỗ này đi à? Cây du của chú à? Giờ này toàn ngồi chỗ này nhỉ chú nhỉ? Không thấy chú giờ này ra lên Hoàng Hoa Thám biết gì nhỉ? Đấy, cây du kia 3 tiền chú. Đây, cái này. Mấy cây này là có ông khác đúng không? Đây, xem cây... Cháy quá. Ra khu vực đồng vui kia thích hơn. Mày quay nét nhỉ? Bình thường thôi. Mang máy quay đi cơ nhưng mà cái này đi làm cũng tiện. Chỉ có mang cái này thôi. Vâng. Đấy, du này. À, triệu bà. Bò phê. To bằng cổ chân đấy. Giờ này có lên Hoàng Hoa Thám chú? Giờ này có lên Hoàng Hoa Thám không? Mấy lần nhảy chẳng có. Vâng, thả nào mấy hôm nay không thấy. Nay đi sớm tí để... Vâng, và lượn vòng lại. Ổi anh. Ổi. Tí nữa cho quay mà anh ngại lắm. À, ngại gì anh? Mình nghệ nhân mà. Nhìn như Tường Vi ấy nhỉ. Rồi. Ổi. Quái đấy. Quái đấy. Quái đấy. Này để bàn hàng để bàn. Còn đấy là bao tiền anh? Vinh ơi, phán giá đi. Vâng. Chưa có giá, đầu giờ sáng chưa có giá. À, tranh thủ tí làm đi làm mà biết không có thời gian. Em nói cho tranh thủ tẹo đi làm. Vâng. Chứ có thời gian mà ngồi đây đâu. Vâng. Đúng rồi xem rồi. Anh bỏ ra 2 3 triệu là ông anh chưa có giá. Chưa có giá.
chưa có giá, hỏi anh em biết là chưa giá mini. Ông ơi, ông Thuận ơi. Ông đấy. Đạo về, ông đừng cho tôi đúng không nhá. À đấy. Để mấy ngày ông kêu tôi đấy. À Dũng Nhung nhờ, Dũng Nhung quá hả? Ông kêu Dũng Khùng. Thế thì mày thế rồi sửa lại. Mà mình có hùng đá đâu. Quê đâu. Mình là nhân viên sửa quê không bảo khùng. Thế là cũng xem rồi đấy. Xem rồi. Xem rồi. Thua kêu ác quá. Anh em ơi, anh em xem nó kêu anh ấy. Để nhau là đại ca lại có cả biệt danh cũng khùng nữa. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi anh quá. Về sửa lại. Về sửa lại. Thấy ông nào ông dưới ông bảo là đổi lại thành Dũng Nhung. Không phải Dũng Nhung ơi, Dũng Nhung không? Dũng bonsai thôi cũng được. Cần Dũng bonsai, Dũng bonsai gì cả. Anh em mình cứ lấy cái bonsai nó chung. Nó dễ. Dũng nào hỏi nó ổn. Về sửa lại ngay. Chung. Đấy. Bí quá. Vâng. Chết. Còn gọi nghệ nhân là khùng người chết. Hai con à? Yeah, oh yeah. Tao sờ vào dễ bảo nó. Tao sờ cho mày cây dày là một lúc xong rồi kia vậy, chắc phải tầm đôi củ đấy, đôi củ đấy. Chưa nói giá mình. Euro. Chào, bên quê. Sao mà rẻ rồi. Có được cái gì? 40 rưỡi để anh em vào anh em chơi. Nhưng mà mua nó hơn thế rồi mà. Vừa bán 2 cái xanh kia. Rẻ nhỉ. Vào 5 lít em cái này cũng kia. Để đây mili mà cổ chân nó kiểu là cắt giật không phải là cái quần. Euro. Quái cây nó lằng nhằng quá. Như này như con bạch tuộc này ra đẹp quái cây. Quái. Hai cây có công rồi.
bao nóng đây. Nhanh giao lưu buổi đầu bánh bao đây. Đấy, 500 hai bánh bao nóng đây. Cây cây 1 triệu. Giảm chặt đôi đường sống. Cắt những ngọn về lại làm những cây mới. Mua 500 giờ bán 500 tiền xăng là chả có. Bán hai cây kia thì có công rồi thì bán. Làm mini. Trăm con ý là quất được rồi thì rẻ rồi đấy. Giúp gì? Anh ra vườn mua đòi 1 triệu. 500 là ok. Mua cả lô mấy cây. 500 là ok đấy. Quất con này. Tỉa càng rút răm lại nó càng đẹp. Càng đẹp. Mấy cái răm nó dày. Bởi răm nó càng lâu càng đẹp. Tao vẫn muốn kiếm thì ra đi. 500 nào không có đồng công của luôn anh lấy một đấy. Nhà mà chưa bán được 2 cái cây vừa xong thì anh chả. 500 có được rồi. Cái này nó còn đi tặng. Tài chuẩn là 1 lý nhé. Để cho anh này hòa gốc. Đi làm lại. Đó, 5 lý. Anh này có được 1 lý. Bè đẹp mà lùn đực. Trọng như này. Làm và nuôi cho nó không chảy bè. Đấy có xì cho 3 tiền. Xì để anh 6 nhé. Xì mua giá. Đấy, mình làm tiền anh đi đây. Cái là xanh là bán 500. Đó, ra hết đây rồi. Sự. Đừng có sờ vào đấy. Cứ xe nó ra hết rồi. Cái này cái đấy cắt kia để cái đang lên bằng đường. Đấy, con này quất hay. Đó, xâm bạc. Không, không, không. Đây, cái này này lại phun ra ngay mà. Sờ nhiều hơn tụ. Xin tai chuột dòng quý nhất. Quý nhất trong các loại gì? Dòng là bé, là bé tí. Cái mini, dễ nuôi. Cây nó sống khỏe. Xanh với xì là sống khỏe. Xong rồi. Tôi bảo ông cũng đặt tên cũng khùng là không phải bảo cái khùng mà là cái cách làm cây nói là ngông cuồng chứ không phải là khùng chết thì phá cách ấy. Còn
thì bắt đầu